Thay vì lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị, các bệnh nhân ung thư tại đồng bằng sông Cửu Long đã tìm đến bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ để thuận tiện và rút ngắn thời gian. Kỳ vọng là như thế, thế nhưng nhiều bệnh nhân phải chấp nhận chờ đợi dài tháng mới được xạ trị vì bệnh viện chỉ có một máy xạ trị duy nhất mà lại quá lạc hậu. Các bệnh viện trong nước và trên thế giới không còn nơi nào sử dụng dòng máy này. Đây là máy xạ trị Coban 60 được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ từ năm 2010. Đến nay thì máy đã lạc hậu. Với số lượng bệnh nhân từ 300 đến 400 người mỗi đợt thì dù máy hoạt động liên tục 24 giờ trên 7 ngày nhưng cũng chỉ có thể điều trị cho được khoảng gần 1/3 trong số đó, tức là 75 người mỗi ngày. Để đáp ứng cho số lượng bệnh nhân đợi hàng ngày, khoa điều trị tia xạ của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ phải chia 4 ca trực xạ trị cả ngày lẫn đêm, từ 5 giờ sáng hôm trước đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng với thời gian mỗi lượt xạ trị trung bình từ 15 đến 20 phút, nên dù có hoạt động hết công suất, bệnh viện vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 75 người mỗi ngày. Do đó, nhiều bệnh nhân buộc lòng phải chấp nhận chờ từ 2 đến 4 tháng mới đến lượt của mình. Tính toán này đang dựa trên con số lý tưởng, còn trong trường hợp máy bị trục trặc hư hỏng thì công tác xạ trị sẽ bị trì trệ. Trước thực trạng này, nhiều tháng qua, bệnh viện đã trình các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ để khinh được đầu tư mới hệ thống xạ trị gia tốc thay thế cho máy xạ trị Coban lạc hậu. Bởi nếu không kịp thời đầu tư các trang thiết bị này trong thời gian sớm nhất thì có thể bệnh viện phải ngưng hoạt động hệ thống xạ trị và rất nhiều bệnh nhân ung thư sẽ không được điều trị kịp thời. Bên cạnh thiếu máy xạ trị thì việc điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất xuống cấp, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, đến ngay cả hành lang cũng được tận dụng để xe máy và đồ dùng cá nhân như thế này.